lấy thịt lấy cơm. Thịt đi. Lấy thịt ra. Bây giờ là ghé cái phạt BDR ở Philadelphia. Trong đây có bán nhiều gian hàng mỗi chủ nhật, rất là vui. Nhiều gian hàng bán. Đây có bán nước mía nè. Một xe nước mía, một xe nước mía ở trong đây. Nước mía nè. Hello. Nước mía Việt Nam. Đây là gian hàng. Đồ nướng nè. Đồ nướng ngon không? Rất là hấp dẫn luôn. Hello. Wow, gỏi, gỏi Thái Lan. Wow. Wow. Ở bên đây nữa nha. Bên đây là Thai tea, green tea, iced coffee. Ngon chưa? Giống trà sữa vậy ta. Mì xào nè. Mắm nè. Wow, đây là nước uống. Có nước mía luôn. Bên đây là rau củ. Ồ, có măng cục luôn. Wow, có hồng luôn. Đọt lan luôn chứ mít. Wow. Đậu phộng, gỏi, chân gà, lỗ tai, đồ nướng. Wow, yeah, bé này. Oh, cơm cho móng tre nè, cơm xoài nè, ốc nè, bên đây chiếu nè, quần áo Thái Lan. Còn chạy bên đây nữa. Bên đây là cái gì đây? Không biết cái gì cuộn cuộn vào trong đây. Quần áo y chang hỗ trợ Việt Nam luôn. Ở đây là nước uống. Nước đá bào, đá bào chú chiên. Đá bào chú chiên, đá bào chú chiên. Mày vô, mày vô. Mày vô. Bên này nướng vàng Thái Lan. Wow. Có bán rau luôn. Bên đây là sausage à? Wow. Khô bò. Cơm. Hello, hello. Happy holiday. Yeah. Wow. Bên đây là dãy rau. Wow, rau cần, da heo nè, da heo chiên phồng nè, bắp. Bên này, bên này, qua bên này bán vàng. Bán vàng, bán vàng ký nha, bán vàng xịa nha. Quần áo nè. Ở đây là khoai chiên. Có bàn để ăn luôn. Khoai chiên, chuối chiên, bánh ống, chả giò, có chanh muối luôn, trứng luôn, xoài luôn. Thấy chú chó sang không? Ồ, bán cái gì mà đông dữ vậy ta? Mãi vô, mãi vô. Chả giò, chuối chiên, tôm chiên. Thấy chú cái nồi hoành tráng chưa? Hai cái nồi rất là hoành tráng luôn. Củ khoai hoành tráng luôn. Cưng không? Happy holiday. Yeah. Thịt nướng nè, thịt nướng. Thịt xiên ra nướng, cánh gà nướng.
không phải của người Việt Nam nha, quá nhiều luôn. Bên đây là gỏi nè, ồ còn nước mía kìa, thơm quá, đứng dãy này thơm quá, thịt nướng thơm quá. Rau củ quả nè, tỏi nè, dưa nè, nguyên một dãy rất rất là dài luôn. Nó bán cây nè, ớt trái nó ra đỏ chín cây nè. Xoài nè, nghệ. Wow, cây có trái luôn. Wow. Hay. Cũng vậy bên này, bên đây là nước mía. À, nước mía, xoài, xe đạp luôn, mấy tuổi xì. Xì nói gì không hiểu gì hết. Dừa, có bán cây luôn. Đây là cây cốc chắc, y chang cây cốc à. Đây là cái gì ta, quên rồi. Rồi nè, rồi trái vải nè, cốc nè, lá lốt, cây cốc, yes, cây cốc, măng quá ngon luôn. Very yummy, delicious. Bên này, what is this? Trái giác chắc, không phải trái giác. Holiday. Hello. Wow. Bán nhiều. Rau răm tốt dễ sợ luôn. Vé này. Hello. Happy holiday. Ngon á. Ngon á. Curry chicken. Ngon á. Ồ, bánh mì luôn. Yeah, so delicious. I see. Thank you. Rau Việt Nam đây. Mẹ vô có cơm nguội luôn. Có cơm nguội. Wow. Bây giờ mình đảo vào vòng trước, mình mua sao thì mình không có thể xách lùm lùm lề đề được. Mình có cây xả trồng. Là bàn ăn. Cái này là cái gì? Rice soup noodle của Thái Lan. Dãy này, dãy giữa nó mới vui, dãy này nó hơi buồn rồi. Bán thao. Đồ chơi. Hello. Hello, wow, cái này. Wow, có đồ chua luôn. Đây là dưa leo, nước mía. Đây là chợ nước mía còn sugar cane juice. Mấy con này tắm nắng luôn. Hello, hello, happy holiday. Happy holiday, yes. So delicious. Very nice color, so delicious, good job. How much you want? 70. 70? Yeah. 70 một cái cây, cây trống này. Nó bông luôn. 70, 70 đồng một cây. Cái cây nó có trái, nó ra bông nó có trái, nhưng mà tới 70 đồng một cây là lận. Cái đọt này về ăn bánh xèo ngon nè. Cây này 15 đồng hả? 15 đồng nó không cần đâu, không cần mua. Cái này là hoa lài. Cái này cũng có trái nhưng mà bán giá vậy là cao á. Dừa. How much for one? $6. $6 cho một trái. Có không có lóc đó. Cái này khu gì ta? Khu mực hả? Vàng Việt Nam giá cao quá. Bây giờ mua qua đây mua vàng xịa nè. Vàng xịa nhìn thấy đẹp quá hả? Nhìn nó có khác gì vàng trong tiệm vàng đâu. Quá đẹp, đẹp luôn luôn. Giỡn hoài. Ồ, cái này đeo lắc chân kêu lắc cắt lên keng nè. Wow, Chanel nha nha, Louis Vuitton nè nghe, giỡn hoài.
đẹp quá ta. Nó có cái silver, thấy cái silver. Cái vàng đã qua sử dụng rồi, thấy cũ bánh lọt đó. Bánh lọt nha, nước cốt dừa. Gãi gãi khứ bò. Rồi cái cơm này ngon quá hả? Ngon quá hả? Nó nói là gãi nè, nhìn ngon quá. Bao nhiêu một hộp cơ? $7 $7, thank you. $7, $7 for one. Wow, hấp dẫn quá. Gỏi đu đủ Thái Lan. Rồi, gỏi đu đủ Thái Lan rồi. Ô nhiều nha, chua mắt. Nhiều quá. Yeah, chua mắt. Quá nhiều luôn, $7 một hộp. Cho cái bao ơi cô. Cho một cái bao. Banana dumpling. They have banana and sweet light. Oh, banana sweet light. Vàng, vàng tiếp. Wow. Trái cá thác lát $15 trên một bao, $13 một phao sống. Chiên rồi là $15. Và đây là mía cào quá trời luôn. Thấy chưa? Nó khác là Việt Nam đâu. Vui vui quá, xá là vui. Bán cây này cái gì đây? Đây là cây lê. Cây là cây chanh số 8 nè. Cây hoa lài. Cây cốc. Cây cốc này bự. How much for one? $5. And this one? It's $8 a pound. $8. This is $8 for one pound. This is the one pound, right? That's about 3 pounds. Oh, yeah. And one, this one. Này là gì không biết, cái này là gì, cái này là gì không biết luôn, không biết nên không mua được. Just one, just one, maybe how much for $5 a pound. $5 a pound. Bữa ăn có đó nhức lưng quá, chắc mua một cái thôi. Okay, $5. It's fine. Just $5. Yeah, $5. Yes. Oh. Oh my god. Lấy tiền mà không đưa. Ok. Thank you. Thank you. Oh yeah, I'm waiting. Thank you. Chuối chiên. À, khoai môn chiên. Rau nè, rau. Cái này là gỏi ốc. Cái này là gì mua không? Cái này bánh bò. Cái này chắc là trứng vịt lộn mới ra hả? Hai cái $6. Dạ, tưởng là $8 cái. Tưởng là $8 cái. Nhiều cơm rượu nè. How much? $5. Two for five. Okay, can I guess? Bowl, glass and plate. Okay. One. Okay. Okay, $5 for bowl. Okay, how much for this one? Three, four, five. Oh, very nice. Just, okay, that's it. That's it. Oh, that's fine. That's fine. I can put in here. Okay. Có một tay, không có cầm được. Okay, thank you. Happy holiday. Cái này là vô để vườn từ tới xịt qua cho nó biết cái này đó là cái gì. Okay, là cái gì vậy? Mango. Lấy hộp xí muội nha. Xí muội. Hộp xí muội bao nhiêu tiền? Cái này khác nhau hết ta? Khác nhau. Cái này là me. Cái này là xí muội. Cái này là tầm ruộng. Tầm ruộng. What is this? Cái này là gì? Cái này là gì chị? Cái đó là sơ ri.
trái sơi, bánh tráng trộn này, bánh tráng rong biển, rồi có bánh tráng rong biển luôn, coi coi cái nào ngon, bánh tráng rong biển, lấy cái hộp cho má mi phân, bánh tráng rong biển đi. Hả? Bánh tráng này nè, bánh tráng này ngon. Đâu để em coi chị. À bịch này bự quá hả? Không, không bự lớn này, bánh tráng tôm. Bánh tráng tôm mà, bánh tráng tôm một bịch như vậy 15 đồng tôm khô ngon lắm. Được cái đó. Cái đó mà chia ra chứ bự. Cái này chia ra này phải bán cho những người ta mua ít. Đó này. Ở đây có cái này bánh tráng trộn luôn là nó, cái này nó nằm trong hũ. Cái này là gì ta? Cái này là dạng cái dạng snack mà màu màu tôm, còn cái này là da heo. Da heo. Cái này khô gà. Đây là khô gà lá chanh nha, ngon. Chị ăn ngon lắm, hàng bao hả? Bao hả? Còn cái này là bắp nè. Ngon lắm, ăn rất là ngon. Ok. Cái này giống nhau hả? Cho quanh. Tại vì nó giống nhau y chang, nhưng mà cái này người ta đều như vậy là ai thích bỏ mà còn. Có mùi gừng trong đây nữa, thơm thơm. Bánh gấu. Hành phi. Có hành phi ngon lắm, hành phi giờ anh nhìn là biết ngon rồi. Nghe làm nó rất là ngon. Nhìn nó khác với chợ liền. Hà sen nè, bắp nè, bắp nè. Không, cái này trái xay. Ồ, trái xay ngon, trái xay ngon, trái xay ngon. Cái này em bán là tại vì sao này là hàng của Việt Nam. Bắt buộc là mình phải cho nó biết cái gì của Việt Nam. Đúng rồi, mới nhập qua được, em biết. Mua gì đó cô ơi, khô gà, khô bò. Đúng rồi. Không, cái này là nước đá me. Nước đá me. Đá me. Ủa, ai mua cái khô đó vậy? Cái này em làm, em bán. Cân nha thôi. Cái đó đá me. Đó về cho vô xong rồi cho đường vô. Cái đó bán sao chị? Cái này 15 đồng một hộp như vậy. Một hộp là bao nhiêu phao? Cái đó nó mực dịch mới ngon tươi. À 15 đồng một phao. Măng nhà em á. Măng nhà chị. Nó đi vườn á xong rồi nó làm chị thấy măng ông tươi lắm em bé rồi đó. Thấy rất là ngon luôn, rất là tươi ngon là 15 đồng một phao. Mở ra là ăn hơi cô trộn hết rồi. Trộn hết rồi. Đá me là cái này là cô. Cái đó. Cái đó là mày á, cái này có. Có chủ rồi, qua đâu có chủ rồi. Đó, đá me của chị, có gì coi, quấy cho đá vô thôi. Trên này nè, lấy trên này nè. Nghĩa là cái này là nó như vậy, chị được xé với anh ăn thôi. Vì vậy hả? Cái đó măng. Măng khô. Dạ, cái đó chị xé ra là ăn thôi. 15 đồng một hộp. Cái này đâu có phải xé ăn đâu. Cái này nấu đồ ăn mà. Cái này phải nấu đồ ăn. Xé là bên đây. Cậu này xé ra ăn là ăn dịch rồi kia đó, măng khô. Ăn là nói tiếng Anh như gió luôn đó. Còn nếu mà muốn ăn mà có liền thì có khô. Khô cá kèo nè. Trời đắt hàng quá. Đây là quét. Đó, có khô mọc luôn. Đồ vô. Này gì trời. À kẹo ấy Việt Nam. Kẹo đậu phộng Việt Nam. Việt Nam á hả? Việt Nam bán nhiều. Cái đó là bánh chén. Tây Ninh. Bánh chén á cái gì ta? Khô mai. Khô mực có tương ớt trong đây nhìn ngon quá. Khô mực sa tế, khô mực này ngon quá nè. Khô mực mình bán thêm một phao là 30 đồng, nửa phao là 15 đồng. Phao 30 đồng. Cái này là bao nhiêu vậy? Cái này là 15 đồng, 5 là 25, cái này 12 37 đồng. Lần đầu tiên lên đây đâu. Dạ, trời đông lắm anh ơi, từ giờ đến chiều đông lắm. Vậy hả? Dạ chiều mới vui. Bạn mới cho địa chỉ mới chạy tới chơi nè. Tụi nó hát karaoke bên này á. Đúng rồi, đúng rồi. Ông Khoa ông mang đồ ra đó. Ông Khoa ông lên đây hả? Ừ, ông mang karaoke ra. Ông Khoa ông lên nhậu đây luôn. Đó. Em bán ra đây là cho tụi nó nhậu luôn. Có. Có uống trà sữa con tre không? Em có bán luôn á. Con tre. Hả? Uống cái đó đi rồi là mê luôn. Biết con tre rồi, nhưng mà đi xe xa đau bụng. Mua gì đó người đẹp ơi. Đau bụng, đau bụng. Không có ở gần đây. Cái này nhà xa. Cái này 10 đồng 15. Cái này 15 ba. Dạ. Thank you. Thank you. Happy holiday. Có mua cái này không? Này ngon. Đủ rồi. Không người không. Nhà giờ không ăn. Wow. Khô quá vậy. Cây sen, cây sen. Sen. This is a vine in winter time. Excuse me. Một cái này. Đó, một cái này đâu đáng 10 đồng, một cặp 10 đồng. Cái đám này rất là tuyệt vời luôn. Rất là thích ăn luôn. $10. Thank you. Happy holiday. Ta sắp tới mang này. Wow.
Chơi mà hung hăng quá à. Nó chơi mà hung hăng quá. Cái hai con kìa, hai con nó đánh nhau, nó sủa nhau kìa. Đi chơi mà mày kìa, đi chơi mà cạnh tranh quá. Ôi ship line nữa, my god. Mấy ship line mới mua được nha, chỗ này chắc ngon lắm. One more time. Đây, giá nó nằm ở đây, nãy giờ không thấy nha. Nó xịt là 2 đồng, bánh mì là 7 đồng, 1 đồng rưỡi, rất là ngon. Thịt bò thì nó nướng nó nhanh hơn, còn thịt gà thì phải bỏ trong cái hấp này để mà làm cho nó chín nhanh nè. Cái like mình rồi. Ok, bye anh. Bye bye anh, happy holiday. Yes. How many you need? Can I guess 6 beef and 6 chicken, please. Can I get share the 2 bus? Share half and half. Yeah. Smell good. Ngon quá chị trời. Quá ngon luôn. Đang đói bụng mà cái ông nó không đứng không ăn, mà mình đang chờ. Khách lại biết bao lâu mà ông đứng không ăn hết cái cánh này tới cánh khác. Nice color. Nice food. Smell good. Nice for people quay and long life. Long life, I can't wait a long time. This is the right governor. Okay, 18. Yes. 18. Một cái 1.5 đồng nha mọi người. Một cái 1.5 đồng. Một cái chỉ có 1.5 đồng thôi, rất là ngon. Ok, thank you, happy holiday. Thank you, bye, happy holiday. Rồi, xong rồi, quá ngon. Quá ngon luôn, đi về. Chuối cái này, cuốn bà này có làm ngon, chứ cái lấy chuối quạo ngon, chứ xin mới ngon. Chuối này hả, 5 đồng bạc hả, 5 đồng bạc bao nhiêu cái? 1 cái 1 đồng hả? Tặng thêm 2 cái. Tặng thêm 2 cái, what is this? Con này là bắp hả? Bắp, mua 2 trái. 2 trái nhiều. Lấy thịt, lấy thịt, lấy tôm. Thịt đi. Lấy thịt ra. Cái này là cái gì chị? Đó là chuối mông, mông chiên đó em. Xe rồi, mông mông. Ồ, cái bánh này ngon hả? Cái này bánh ngon, bánh gì? Bánh cống hả? Bánh cống luôn. Bánh cống. Đi xa quá. Thích ăn chả giò hơn hả? Thích ăn chả giò hơn. Cảm ơn. 5 đồng, ok, thank you. Đó, tắt muối nè. Tươi quá. Cái này dịch muối mặn. Ờ dịch muối mặn. Ồ, xoài ngon quá hả? Ồ, 3 đồng. Lấy 2 bịch đi. Lấy 2 bịch luôn. 2 bịch 5 đồng. 2 bịch không được đâu anh gái ơi. 5 đồng 9 chín được không? 5 đồng 9 chín. Ok. 5 đồng 9 chín. Ok. 2 bịch 9 chín xem nó được rồi, thiếu xem ha. Gặp, cần có gặp. Bye bye, thank you. Ô, bộ đồ đẹp quá, bộ đồ trai này đẹp quá. Hỏi thử bộ này yêu ơi. Bộ đẹp chứ bộ. 2 mét vuông à. 25, 25 đồng một bộ. Đẹp quá. Rất là đẹp luôn nha. Quá trời Louis Vuitton nè, Chanel nè. Wow, đồ hiệu không à. Nhưng mà nó bự sao với mình quá. You beat with me. Ok, thank you, happy holiday. Yes. Chó, nó còn đi chơi. Rồi qua tới bên đây, xoài xoài. Wow. Wow, how much? $5. $5 for one. What right. is? $5, right? What is this? Yeah. Cái này là gì trời, không biết cái này là gì vậy. This is the rice, or stick the rice. How much for one? The big one, $8, the small, $7.6. 8 đồng cái thôi ăn non. 8 đồng thôi, một cái xoài xoài. Ngon quá, nhiều quá rồi. Thơm ngon, bánh xèo. Bánh xèo, bánh xèo à. Bánh xèo. Where are you from? Cambodia.
Oh, Cambodia. Food, yeah, Vietnam. Vietnam. Yeah. How much for one? $7. $7 from one order. $7. Okay. Yeah, 7 đồng cho một cái bánh xèo. Mặt nước mía siêu sạch. Em quay nước mía chuyên nghiệp không? Cảnh Việt Nam quay trở về. Đi đâu có xếp line hết trơn á, từ đây đến chiều là rất là đông luôn. Đây là xôi cho bánh tre nè. Đây là chicken. Stick guy, how much for stick guy? $7. $7. Yes. Thank you so much. Thank you. Happy holiday. Thank you. Yes, see you next time. Bye bye. Đủ rồi, nặng rồi, nhiều đồ quá rồi, bỏ trong xe hết một mớ rồi. Người ta trải bạc ra, người ta ngồi rồi rất là vui luôn. Nhiều người hả? Xách tay xách nách mang. Vào đây là tay xách nách mang. Ôi quá trời vui. Quá là vui. Tiếp là ở tiểu bang xa hơn, xa cho nên không có thường đến đây mỗi chủ nhật. Vì vậy là chỉ có dịp ghé thôi. Với lại là chủ nhật thường hay đi làm cho nên là cái xác suất ghé quay trở lại trong bác là Hi, how are you? Happy holiday! Dễ thương nha, thấy mình quay cái người ta quẩy tay chào. Dễ thương quá. Đó, xe vào rất là nhiều luôn, nguyên một cái dãy xe hết cái Bắc Kinh luôn. Đó cũng không phải là Bắc Kinh, cái chỗ đổ thôi, đổ tạm thôi, nhưng mà hết một dãy dài luôn. Người ta còn chạy xe vào, từ đây đến chiều sẽ rất là vui. Nhiều gia đình đó, hoặc là những người nước tiểu bang khác người ta đến. Tại ngày hôm nay ngày lễ là nhiều người Việt Nam là neo, người ta được nghỉ, người ta sẽ ghé đây thư giãn, mua đồ ăn, cái kiểu giống như là ở Việt Nam vậy đó, rất là vui luôn. Từ khi qua Mỹ tới giờ lần đầu tiên mà được đến cái hội chợ mà có nhiều đồ nướng, đồ ăn y chang Việt Nam như vậy, rất là vui. Đó, xe mình đậu ở đây, còn người ta đậu dài, hồi nãy tới mới tới đây thôi, bây giờ người ta đậu dài ra tới đó luôn. Wow, quá trời nhiều đồ ăn rồi. Lên xe thôi. Đồ ăn của mình một đống này bây giờ đem ra ăn. Cánh gà thơm ngon, ngon quá. Ăn thử miếng coi. Vừa không có đâu. Đồng gửi một cây. Đồ chua luôn. Chị chạy ra ngoài vẫn còn có chỗ bán nha. Quá trời đông luôn. Cái khu này chắc buổi tối người ta chơi nó lắm cho nên là vẽ nhiều như thế này nè. Chạy một đoạn rất là xa mà xe vẫn còn đậu dài vậy luôn á. Quá trời, nó vẽ là mấy cái này, cái chỗ này chắc buổi tối chắc là chắc cũng là sôm tụ đông vui lắm đây. Nhiều nghệ nhân vui chơi trong khu này. Rất nhiều nghệ nhân vui chơi trong khu này. Công nhận các bạn này nó vui quá hả? Bạn này vui quá. Vui quá trời vui luôn. Vui hơn Maryland gấp vạn lần luôn. Ô ga chỗ này vẫn còn có bán nữa kìa. Em thấy đây vẫn có nhiều chỗ bán nhưng mà như chỗ này là lục xì. Bên trong kia là Việt Nam nhiều hơn. Đó còn luôn có những chài luôn nè. Time.
xoài e răng rồi uống nước mía vô ngọt ngọt cho nó nhả ra nè.